Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi đem tới các bạn một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt. Vâng, nhìn qua cũng thấy rồi, cực kỳ hầm hố. Chúng ta 1, 2, 3 cái núm chỉnh giờ. Và những cái núm chỉnh giờ này để làm gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Vâng, trước hết thì đây là chiếc đồng hồ của thương hiệu GLC, là viết tắt của Jaeger LeCoultre. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng và chuyên sản xuất máy cho nhiều thương hiệu khác. Và ngày xưa thì những thương hiệu nổi tiếng như là Patek Philippe cũng đã từng phải sử dụng máy của GLC. Và chiếc đồng hồ này là trong bộ sưu tập MemoVox của GLC, có tên là Extreme World Alarm. Và tên nó thì cũng đã thể hiện tính năng rồi. Chiếc đồng hồ này có tính năng giờ thế giới, và cùng với đó là báo thức đặc trưng của MemoVox. Vâng, trước hết thì chúng ta đi đến bộ vỏ đồng hồ. Và nhìn qua chúng ta thấy là bộ vỏ rất là hầm hố, rất là lớn, và đường kính lên tới 46mm, khá là khủng khiếp. Bộ vỏ thì làm từ vàng hồng, và điểm xuyết thêm đó là một số chi tiết bằng thép. Có thể thấy ở đây bằng thép, sử dụng hai chất liệu và thiết kế dáng tròn cơ bản thôi. Mỗi núm chỉnh giờ thì được bảo vệ với những cái tay càng đây, rất là an toàn, và bảo vệ những núm chỉnh giờ này khỏi những va chạm không cần thiết. Giống như mọi mẫu đồng hồ khác thì vỏ đồng hồ được hoàn thiện với hai phương pháp, đó là xước mờ và đánh bóng. Bánh bezel thì được đánh bóng này, còn phần cạnh bên thì được làm hoàn thiện xước mờ. Càng nối dây thì khá là ngắn, bởi vì đường kính đồng hồ đã to, mà càng nối dây dài nữa thì rất là khó đeo, càng nối dây ngắn thì sẽ ôm tay hơn. Tiếp đến chúng ta cùng quan sát mặt số. Trước hết thì tính năng World Time mà khá dễ nhận biết rồi, đó là một vòng tròn ở bên ngoài. Trên đó thì có nhiều tên các thành phố khác nhau trên thế giới, tương ứng với mỗi thành phố là một múi giờ riêng. Chúng ta thì đang ở múi giờ GMT cộng 7 cùng với cả Bangkok và Jakarta. Thì các bạn có thể thấy ở đây góc 6 giờ tôi đã để sẵn rồi là Bangkok. Bộ kim thì được hoàn thiện dạng skeleton, và phần nửa trên thì chúng ta được phủ chất phát quang. Và chất phát quang cũng được sử dụng nhiều trên mặt số ở tất cả góc số này. Và hai mốc giờ 12 giờ và 6 giờ có được phủ chất phát quang. Ở nửa bên tay trái tôi có một cửa sổ khá đặc biệt. Bạn nhìn thấy đây, với những chữ số này. Đây chính là giờ báo thức. Và hiện nay tôi đang để khoảng hơn 10 giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta có lịch ngày quen thuộc thôi, không quá nhiều để nói. Bây giờ tôi sẽ phân tích 3 cái núm chỉnh giờ để làm gì. Vâng, trước hết núm chỉnh giờ góc 2 giờ là để chỉnh giờ báo thức và chỉnh ngày. Ở góc 4 giờ là để chỉnh giờ bình thường. Còn góc 10 giờ này là để chỉnh giờ thế giới, giờ World Time. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những tính năng trên chiếc đồng hồ này. Thứ nhất là World Time. World Time thì rất là dễ thôi. Bạn chỉ cần để cái múi giờ của thành phố tương ứng với múi giờ của bạn ở góc 6 giờ. Như chúng ta đang ở Hà Nội, Bangkok, Jakarta cùng múi giờ cộng 7, thì tôi sẽ để Bangkok. Ví dụ bạn để New York thì bạn quay sao cho New York về đến góc 6 giờ là được. Quay như thế nào? Quay ở góc 10 giờ đây, chúng ta sẽ xoay thế này, xoay đi, xoay về, đơn giản. Thứ hai là để chỉnh giờ bình thường. Chiếc đồng hồ này có một cơ chế bảo vệ khá là đặc biệt. Bạn có thể thấy ở đây, nếu để ý thì bạn thấy hai mũi tên ở đây này, ở đây và ở đây. Thì bạn phải xoay cái núm này trên đây thì mới bắt đầu chỉnh được giờ. Xoay xong chúng ta phải rút ra, đó, và chỉnh giờ. Cái này không quá nhiều để nói. Và khi đóng lại thì bạn có thể vặn đây để lên dây cót, giống như những chiếc đồng hồ bình thường. Và khi chỉnh xong chúng ta xoay cái núm này xuống. Tiếp theo là để chỉnh giờ báo thức. Giờ báo thức là ở núm 2 giờ này, cũng tương tự đó, xoay lên. Nhưng mà khi xoay lên thì bạn để ý ở đây có chữ date này. Ở đây chữ alarm có nghĩa là bạn xoay cái núm chỉnh giờ này lên thì sẽ là chỉnh ngày. Còn xoay xuống là chỉnh báo thức. Nhưng mà khi chưa rút ra thì để lên dây cót cho tính năng báo thức. Đó. Và khi rút ra là chỉnh ngày, quay lên chỉnh ngày, xoay xuống là chỉnh giờ báo thức. Vâng, bây giờ tôi đã chỉnh
Giờ báo thức là hơn 10 giờ, khoảng 10 giờ 10. Và đồng hồ tôi cũng là 10 giờ 10. Vậy tại sao cái tính năng báo thức này không kêu? Vâng, tính năng báo thức thì được kích hoạt qua công tác ở đây. Vâng, nếu mà nhìn qua thì rất ít người có thể đoán ra được, nhưng đây lại là một công tắc. Khi bạn ấn nút này là mở tính năng báo thức. Đó, chiếc đồng hồ sẽ kêu. Ấn bên này sẽ tắt đi. Vâng, thiết kế rất là đặc biệt và không nhiều người có thể dễ dàng nhận ra được thiết kế này. Với chiếc đồng hồ này thì đi kèm bộ dây da cá sấu rất là quen thuộc rồi. Bộ dây da cá sấu màu đen với hai đường chỉ trắng. Và đi kèm với đó là bộ khóa bướm. Ở đây các bạn thấy là logo thương hiệu GLC. Bộ khóa bướm này trông khá là lớn và đồ sộ. Vâng, và bạn có thể dễ dàng tháo lắp cái bộ dây này qua hai cái gạt ở mặt sau. Vâng, tôi hãy thử thao tác cho bạn xem. Thế là chúng ta gạt đi, lấy tay gạt cái nút này và nhấc cái dây ra. Đó, rất là dễ dàng. Rất là đáng tiếc mà chúng ta không thể quan sát được bộ máy qua mặt sau, bởi vì đây là thiết kế đáy kín. Nhưng thay vào đó thì GLC đã có một cái biểu tượng. Đây không phải biểu tượng, thực ra là bản đồ nước Angola. Và trên đó chúng ta có một viên kim cương ở góc này. Viên kim cương này chính là vị trí của thủ đô Luanda, thủ đô nước Angola. Và thủ đô nước Angola được giải phóng vào năm 1975, chúng ta thấy ở đây. Và ở mặt sau thì chúng ta có nhiều thông số khác, như những chuyện vàng này, khả năng chống nước này, tên thương hiệu, tên bộ sưu tập và rất nhiều thứ. Vâng, bây giờ tôi hãy thử lên tay chiếc đồng hồ này. Có thể thấy là khá là hầm hố. Vâng, bàn tay tôi là 16,5 cm, và chiếc đồng hồ này thì chiếm trọn cả bàn tay luôn. Rất là lớn, đường kính 46 mm. Có lẽ chiếc đồng hồ này hợp với những người cao to, tay khoảng tầm 17 cm, đeo sẽ đẹp hơn. Nhưng tay tôi đeo vẫn được, bởi vì càng nối dây khá là ngắn nên sẽ rất là ôm tay. Vâng, mẫu đồng hồ Memovox Extreme One Alarm của thương hiệu GLC, Jaeger LeCoultre, hiện đang có sẵn tại Gia Bảo Luxury. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, hãy truy cập vào website chúng tôi, gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.